gia đình có mua một căn dự án đối với nó tiết mua cách đây 2 năm rồi. Trước Tết thì tôi có bàn giao lại căn này cho mình. Sau Tết mình sẽ tiến hành nghe làm nội thất để cái căn nhà của mình. Từ nay đến 30 tháng 4 là xong nội thất. Và cuối cùng đưa gia đình ra ngoài nghỉ dưỡng ngày cuối cùng. Đường cao tốc xong thì mình chạy từ Sài Gòn ra đây 2 tiếng. Dạ. Yeah. Đấy, rất là thích, thú vị. Cái căn này chính là đầu tiên là phải phục vụ coi như là cái người cao tuổi, tức là bố mẹ. Cái đó là cái mục đích đầu tiên. Bây giờ là ông bà là có tuổi rồi. Thế thì mình bây giờ tuổi già rồi thì phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì phải kiếm lấy những cái chỗ để cho nó thật thoáng đãng và không khí cho nó trong lành. Cái mục đích thứ hai nữa là sau này mình cũng phải già, mình cũng phải ra đây mình ở chứ. Chứ đâu có phải cứ ở coi như là các con nó lớn lên thì nó công tác tại thành phố. Rồi đến cuối tuần nó ra đây, đó là cái điều coi như là mong muốn của mình. Tất cả mong muốn những cái cộng đồng dân cư mà đã đầu tư vào đây rồi thì nên sắp xếp để hoàn thiện cái căn mình đã mua để về đây làm sao để coi như là sống trong cái cộng đồng. Đó là cái điều mình muốn.